Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi đang đứng tại chùa Diệu Quang thuộc thành phố Sacramento, California để tường thuật một vài hình ảnh về đêm giao thừa của cộng đồng người Việt. Đón xuân trên xứ người, cái mà người Việt có thể đem theo được chắc có lẽ chỉ là đêm giao thừa và 3 ngày Tết. Đến hẹn lại lên, dù buổi sáng có mệt mỏi với công việc bao nhiêu, nhưng người dân của thành phố Sacramento lại háo hức chờ đón đêm giao thừa. Và địa điểm quen thuộc của họ không đâu khác đó chính là chùa Diệu Quang, một ngôi chùa nhỏ nằm ở đường Elder Creek thuộc phía nam thành phố Sacramento. Có thể do vị trí thuận lợi, nằm ở gần khu người Việt, nên theo ghi nhận của chúng tôi, đêm nay có rất đông bà con đến đây để thắp nhang, bái Phật và chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Giống như mỗi năm, vừa xong nghi thức tụng kinh, bà con đã chen nhau xếp hàng gần chánh điện để đếm ngược và xem múa lân. Đoàn lân của chùa Diệu Quang đã cống hiến cho khán giả một đêm giao thừa mãn nhãn và đầy tính nghệ thuật. Lân vừa dứt cũng là lúc tiếng pháo giao thừa vang trong các không khí lạnh của miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Tiếp theo sau đó, bà con đã cùng xếp hàng thành một hàng dài để chờ ni sư phát lộc. Tuy số người rất đông nhưng nhà chùa đã không để ai ra về mà không có cành lộc trên tay. Một đêm giao thừa thật trọn vẹn với đầy đủ truyền thống của người Việt tại hải ngoại. Từ Sacramento, Raymond tường trình đặc biệt cho đài SBTN.